Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Vào đầu mỗi tháng thì con rất là vui luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung có hỗ trợ tiền ăn học cho bé Tường Vi vào đầu mỗi tháng để giúp đỡ phần nào khó khăn cho ông bà ngoại nuôi Tường Vi ăn học. Giờ xin mời các cô chú, anh chị và các bạn vào thăm gia đình nha. Ông bà cũng mới tới, Tường Vi mới tới. Dạ. Dạ. Ông bà cái này khỏe không bà? Dạ. Tôi cũng khỏe nhưng mà còn mặn gãy rồi. Dạ. Vậy là bà ngoại mới đi mặn nướng về. Dạ. Nay ngoại mặn được bao nhiêu thu nhập rồi? Mặn nó trăm mấy. Tôi vậy. Dạ. Tôi còn mặn á, mua cá, đâu có thu nhập ăn trong nhà. 3-4 tháng mới không thu nhập một lần. Dạ. Vậy hôm nay biết lợi lỗ mình chưa biết. Dạ. Vậy ông đợt này ông ngoại nuôi bò được có lý không? Lỗ 27 triệu rồi. Không bán bò ra không có tiền xây đó, cho tiền đâu vậy. Lỗ 27 triệu thôi, bán bò xây cái nhà bếp giờ nó sập rồi. Dạ. Bộ nhà của ông bà giờ nó một mình đang xây lại không bà? Ừ. Xây lại. Mà nhà bự giờ mối ăn nó giờ tùm lum chơi giờ. Dạ. Xây lại chắc tốn kém nhiều hả ông bà? Cũng thì đổ cái nền giấy đó này sao nền với xây đó. Nó cũng không dữ vậy đó hả? Dạ. Còn 70. Ông bà lo chắc cũng vất vả lắm hả? Bởi vất vả. Rồi giờ rồi bán bò ra rồi cái mình xây nhà mình sửa lại rồi mình có chi phí đâu, mình lấy bò lại mình nuôi. Chắc nghỉ nuôi rồi. Chắc nghỉ nuôi đó. Tiền nợ nhà nước để đã đi không thẳng cả lần lăn. Thẳng cả lần lăn. Rồi Tường Vi lúc này học sao rồi con? Dạ con học cũng bình thường. Sắp thi cuối kỳ. Sắp thi cuối kỳ ha. Rồi hổng gà điểm giữa kỳ mình có chứ con? Dạ rồi. Dạ rồi ha, rồi con thi điểm tốt không? Dạ cũng tốt. Rồi lúc này học con còn yếu môn gì nữa không? Cần cố gắng không? Dạ không. Môn nào cũng đều ha. Dạ. Tầm khoảng bao nhiêu điểm nói đi ăn mừng rồi? Dạ khoảng 8-9 điểm. 8-9 điểm không ha. Nhìn cuối kỳ này rồi con cố gắng ha. Hy vọng là sẽ được cầm cái giấy khen của Tường Vi trong mỗi năm nha. Rồi Tết nay con có quần áo mới gì chưa? Dạ con chưa mua. Dạ hả? Con có thích quần áo mới trong dịp Tết không nè? Con thích cái gì? Con thích mua cái gì trong dịp Tết? Con thích mua quần áo. Quần áo. Quần áo là quần áo đẹp mà quần jean áo thun hay là như thế nào? Dạ, quần jean áo thun. Thích bận tông gì hả? Con thích đồ bộ không? Con còn đồ bộ không? Còn kìa có bận đâu, bận gì không? Dạ, thích đồ lỡ gì nè, tay lỡ gì không? Năm nay Tường Vi thấy lớn hơn mọi năm quá ta. Đâu con đứng lên đây dáng của con bây giờ lớn to vậy ha. Cao dạo giống cha nó bự con. Rồi. Hôm nay lớn quá trời luôn nhìn thấy lạ. Giống cha nó lớn con. Rồi khi nào thì tới cái dịp mà nghỉ hè cô giáo thì giáo con có nói con biết không? Dạ. Chỉ là biết là tới thời điểm thi thôi ha. Dạ. Rồi học hành thì online con có theo kịp không? Kịp. Học mình cũng có hiểu bài gì không? Dạ hiểu ha. Còn cái gì mà con khó khăn trong việc học tập không nè? Dạ không. Hết rồi. Rồi cái máy tính hôm bữa chú Nghiệp cô Dung gửi cho con đó, con hôm nay con sử dụng nó thành thạo chưa? Dạ rồi. Còn cái gì mà trong máy tính con chưa hiểu không? Dạ không. Giỏi quá ta, cái gì cũng biết hết trơn á. Dạ. Coi đi không? Tôi mặn tới 11 giờ tôi mới về ăn cơm đó. Dạ. Chiều mặn nghĩa hết nổi rồi, chiều mặn cấp rồi. Dạ. Bây giờ mặn gì nổi nữa, già rồi. Dạ. 66 rồi còn gì nữa. 66 rồi. Không gài lên gặp được ông bà vậy là khỏe rồi, thấy mỗi lần lên là phải đi chích thuốc á. Cho nên là hôm nay gặp gì là thấy khỏe lắm luôn rồi. Tết này nữa sao 70 rồi. Dạ. 62. Dạ. Ông bà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe để sau này còn lo cho cháu. Dạ. Cho nó. Dạ. Thì lo rửa bếp rồi sao mà cứ gã nó này với đội á. Mà lo tới nhà nữa mà không chắc không có năng lo tới nhà rồi. Dạ. Trong cái đầu hay tới đó lo cho nó chứ sao giờ. Dạ. Nhân dịp Tết cũng sắp đến rồi thì chú Nghiệp của cô Dung có gửi phần quà về cho ông bà, thì con cũng thay mặt chú Nghiệp cô Dung gửi tặng cho ông bà nha. Dạ. Chú Nghiệp cô Dung thì cũng gửi tặng cho bà là 1 triệu đồng. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ. Cái này là của ông, chú Nghiệp cô Dung gửi cho ông 1 triệu đồng. Dạ, cái này là của Tường Vi là chi phí ăn học mỗi tháng của con. Dạ. Dạ, cũng cảm ơn cô Dung. Dạ. Chú Nghiệp và mấy cô ở đây. Dạ. Giúp cũng đỡ. Mấy cô với... con cảm ơn bà, con chúc ông bà nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng. Dạ, bà có gửi lời đến chú Nghiệp cô Dung không bà? Không lời cô nghe Dung với chú Nghiệp với mấy cô đó. Dạ. Cũng gửi lời nữa, gắn là coi sức khỏe vậy giúp đỡ xã hội. Dạ. Dạ. Dạ, chú Nghiệp cô Dung Huy hôm nay thì con đến đây cũng rất là vui luôn khi thay mặt cô chú đến thăm Tường Vi. Thì xin chúc gia đình của chú Nghiệp cô Dung luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và ngập tràn hạnh phúc trong cuộc sống nha cô chú. Dạ, cho con chào cô chú, chào các bạn.